Christian life. Most lovely, anti Christian Christians lovely, how they have a day they have face to face the book and đương đầu với các cái bác sĩ, cũng là các bác sĩ phải đương đầu đó. Nó arrive xuất hiện, nó mọc lên, có thể là nó xuất phát ở cái cuối đời của bệnh nhân. At the end of the cuối of patient life, đời của bệnh nhân ha. This particularly, và cái điều này particularly là đặc biệt, tiêu biệt. Apply to, áp dụng với respiratory physician, nhà bác sĩ về hô hấp. Where difficult decision about the appropriateness of treatment and the prolongation of life in patients with chronic underlying lung diseases may need to be made. Cái điều này đặc biệt được áp dụng cho các bác sĩ về hô hấp. Ở đó, những quyết định khó khăn, difficult decision, quyết định khó khăn về the approach creativeness, là cái sự phù hợp, sự thích ứng, sự phù hợp approach creativeness của cái việc điều trị treatment và cái sự kéo dài cuộc sống, prolongation là sự kéo dài cuộc sống của bệnh nhân mà bệnh tim, bệnh phổi lâu năm, chronic là tim niên lâu năm. May need cần phải được đưa ra. May need to be made này, may là đưa ra quyết định, anh chị make decision. Cấu trúc này là cái đọc center decision mà nó đưa lên trên đó. In some situations, ở một số cái tình huống trường hợp, situation, tình huống trường hợp, artificial ventilation, cái việc gọi là gì? Artificial là gì? Nhân tạo. Ventilation là gì? Không khí nhân tạo ha. Cái này là ventilation là máy lọc oxy ha. May prolong có thể kéo dài cái quá trình sống đây, quá trình chết đây, process, ok. Life is a natural end, cuộc sống có thể kết thúc thuộc tự nhiên, natural là tự nhiên and kết thúc. And the potential, cái tiềm năng tiềm ẩn potential để prolong kéo dài cuộc sống bằng ở intensive care unit phải đi phòng gì chăm sóc đặc biệt, intensive care unit là phòng chăm sóc đặc biệt. Đôi khi gây ra một số vấn đề khó xử, dilemmas là vấn đề khó xử, vấn đề nan giải, vấn đề khó xử, dilemmas. The General Medical Council in the UK say that doctors have an obligation to respect human life, protect the health of their patients, and put their patient's best interest first. Ở cái hội đồng Council là cái hội đồng Medical là y khoa, General là trung thẩm năng thẩm quát ở UK, UK các bác sĩ gia đình tiện kim đồng là Vương quốc Anh. Stay là chỉ ra rằng, stay là chỉ ra, đưa ra rằng các bác sĩ have an obligation, obligation là bị ép buộc, thúc đẩy ép buộc để mà tôn trọng, respect là tôn trọng cuộc sống của con người, human life, cuộc sống của con người. Protect bảo vệ sức khỏe của bệnh nhân họ. Protect là bảo vệ theo là sức khỏe của bệnh nhân họ và put their patient best interest first và đưa cái sự quan tâm tốt nhất của bệnh nhân họ hàng đầu, interest và sự quan tâm. This means điều này có nghĩa rằng means là có nghĩa điều này có nghĩa rằng offering treatment đưa ra cái việc điều trị ở đó the benefits cái lợi nó phải nặng hơn, hơn nhiều hơn cái rủi ro, risk là rủi ro.
and avoiding treatment và tránh né đi các việc điều trị mà carry mà không mang đến cái lợi nào cả đối với bệnh nhân. If a patient wishes to have a treatment, thus if the doctor considers you is not indicated, the doctor and medical team are under no ethical or legal obligation to provide it. Nếu bệnh nhân, a patient of bệnh nhân, wishes là mong muốn để có được cái điều trị mà ở trong cái view là quan điểm, consider là xem xét của bác sĩ là không được chỉ ra, thì bệnh nhân và thì bác sĩ và đội ngũ y tế are under no ethical or không có chịu áp lực về đạo đức. Are under no ethical obligation là ép buộc về mặt đạo đức hoặc là legal về mặt pháp lý to provide cung cấp nó. But the patient's right, cái right là quyền, nhưng mà quyền của bệnh nhân to the second opinion đối với ý kiến thứ hai phải được tôn trọng, respected. The decision about resuscitation, resuscitation là sự làm tỉnh lại, làm hồi tỉnh, quyết định đề tiền và làm tỉnh lại, and formal ventilation. Formal ventilation là dịch là gì? Mà cái từ artificial ventilation là khí nhân tạo, thì bây giờ là formal ventilation là dịch là khí gì? Khí tự nhiên, khí chính thức thì vô cùng, thì formal bình thường là chính thức, trang trọng, đấy các bạn dịch là tự nhiên. It's never an easy one là không phải là một cái, không bao giờ là một cái điều dễ dàng để đưa ra quyết định. But should ideally be taken with the nursing staff, nhưng mà lý tưởng nhất, ideally là một cách lý tưởng nhất, là được cùng với đội ngũ y tá, the patient, bệnh nhân phải thảo luận đó, đưa ra quyết định cùng với đội ngũ y tá, bệnh nhân cũng như là net of skin là gì? Dòng họ của họ, anh em chị em là con dòng họ của họ, là net of skin. In a case of emergency situation, trong cái trường hợp trước cái tình huống mà cần cấp, có thể là phải đưa ra thảo luận trước. Okay, in practical terms, this is really not always possible. Trên thực tế, nói như thế là như vậy, nhưng mà in practical terms là trên thực tế đó, thì điều này không phải lúc nào cũng rõ ràng. Có thể hai đứa thì nói vậy, nhưng mà trên thực tế thì phải rõ ràng lúc nào. Okay. Ideally, một cách lý tưởng, or decision regarding resuscitation and the self of treatment, particularly related to ventilation, should be documented in advance and handed over to the all-important team. Một cách lý tưởng ha, các bạn có thể nói ha. Ideally, or decision, tất cả quyết định regarding là liên quan đến cái việc mà sự làm tỉnh lại ha, và cái quyết định sealing up treatment, sealing thì nếu bạn bình thường cái từ sealing có nghĩa là cái tầng nhà, ở đây là cái giới hạn ha, cái giới hạn của cái việc điều trị, đặc biệt là liên quan đến cái việc là không khí, sự là không khí ha, should be nên được ghi lại, document hay tức là ghi lại ha. In advance là trước, in advance trước, và chuyển giao nó cho bộ ngũ con team hay cô nghĩa là đội ngũ mà tư vấn đội ngũ mà liên lạc đó ha. Most possible outcomes, hầu hết tất cả những cái outcomes, outcome là cái kết quả, cái đầu ra cái kết quả thì phải được tiên lượng trước, anticipated là tiên đoán, tiên lượng trước, mặc dù đưa ra cái lời tư vấn vậy, nhưng mà những cái không cơ gì mình phải tiên đoán trước, anticipated. When is it decided the treatment is not in the best interest of the patient, there is no ethical
decision between stopping the treatment or not stopping is in the first place. Though the former might be more difficult to do, and this should be used as an argument for failing to initiate the treatment in the first place. Although, if it is decided, it's a victim về cái việc treatment điều trị không phải là cái quan tâm tốt nhất cho bệnh nhân thì là không có sự phân biệt. There is no ethical distinction. Distinction là sự phân biệt. Ethical về mặt đạo đức giữa cái việc stopping hay ngưng cái việc điều trị hay là not starting it, không bắt đầu nó ngay từ đầu. Though the former may be more difficult to do. Mặc dù cái đầu tiên là khó hơn để mà thực hiện. Thì cái chữ chỗ này, though the former may be more difficult to do, with the former là phải. Cái câu trên này, there is no ethical distinction between stopping the treatment. Thì cái stopping the treatment là the former, là cái trước. Cái chúng ta bị đặt trước là the former. Thì cái the former này nó thay thế cho stopping the treatment. Các chị được tiếng học ha. Trong cái tiếng Anh, ví dụ như nếu mà ta không nói từ former mà ta nói từ letter là L-A-T-T-E-R thì là cái sao? Cái sao đây là not stopping it in the first place ha. And this should be used, và cái này nên được sử dụng như là cái tranh luận cho cái việc là không theo chưa là không initiate là khởi điểm bắt đầu cái việc điều trị ngay từ đầu. Some clinical scenario viễn cảnh, scenario là viễn cảnh lâm sàng, are more commonly encountered by the respiratory physician. Có một số cái viễn cảnh lâm sàng là thường đầu các phổ biến hơn bởi các cái bác sĩ. COPD is the fourth commonest cause of death in America, and most patients die of respiratory failure during the respiration. COPD là cái nguyên nhân phổ biến thứ tư nhất, đó nhất của cái việc chết ở Mỹ. Và hầu hết các bệnh nhân chết vì suy hô hấp, đúng rồi. Suốt cái thời gian expectoration trong cái thời gian mà cái bệnh càng lúc càng trầm trọng, bệnh càng lúc càng đi xuống, expectoration. Exacerbation. A commonly encountered clinical situation in where a patient with COPD is meeting with an exacerbation. Cái tình huống lâm sàng phổ biến nhất đó là bệnh nhân với COPD là được is admitted with, là nhập viện. Is admitted with, cái nhập viện đó là bởi vì cái tình trạng là trầm trọng hơn, và nó là cái loại gọi là suy hô hấp loại 2. Standard treatment điều trị, standard chuẩn, do not improve, nó không có cải thiện được cái việc nhiễm acid, respiratory. Cái từ acidosis là nhiễm acid trong phổi đúng không? Toàn hóa. Sao COVID? Thì respiratory là thuộc về hô hấp, acidosis là thuộc toàn kiềm đó cô. Toàn là acid. Toàn so non-invasive evacuation is command. Vì thế cái việc mà không khí, đúng không? Là không khí mà không có bị invasive là xâm nhập.
là được đề ra. Before starting, NIT, cái từ NIT này là viết tắt của cái từ trên đó. Non-invasive investigation. Và trước khi bắt đầu cái NIT này, this decision must be clearly documented. Một quyết định phải được ghi lại cách rõ ràng. Cái từ document này là làm gì có chứng từ. Không phải là đọc chứng chứng từ một giấy. Gọi là documented. S2 là vì, để vì, whether or not, liệu NIV này có phải là cái điều trị gọi là cuối cùng hay không? Có thể là biện pháp gọi là cuối cùng, không còn cái nào khác. Mình phải áp được cái này, tiếp theo như vậy. This may be if the patient has severe or end stage COPD. Là để liệu bệnh nhân đó khi mà người ta bị nghiêm trọng trọng hơn, hoặc là người ta có cái giai đoạn em kết thúc giai đoạn COPD. Ok, thì cái này là mình điều trị trước khi điều trị là phải ghi lại hết documented. Ok, rồi cô nhìn qua cái từ vựng tiếng Anh như vậy, còn khi mình chuyển qua cái từ chuyên ngành thanh tịnh, thanh tịnh tự chuyển ha. Người vừa làm câu 2, câu 1 đến câu 7 nãy cô để một mớ thời gian cho chị làm trước khi cô dịch đó. Bây giờ làm xong đi, thì xong rồi phát hiện từ đồng nghĩa rồi ha. Ví dụ như câu số 1, Met words có bạn có từ nào? Đúng rồi, exacerbation. Cái từ mà hồi nãy cô nói là làm tệ đi, lúc bạn tầm trọng xuống á, exacerbation. Đó, tìm từ trong bài cho cô ha, được từ đó tìm đi, tìm cái nhớ. Đúng rồi, đây là nó đúng. 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 Đúng rồi, đây là nó đúng.